Rồi gửi em, chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe. Rồi gửi bệnh gửi cho em, chúc sức khỏe nhá. Rồi chúc sức khỏe. Biểu chú, chúc sức khỏe. Dạ, thưa hai bà bỏ khẩu trang ạ. Dạ. Tôi luôn luôn cảm ơn chú luôn rất nhiều. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Tôi cũng đi nhiều chỗ mà không có chỗ nào tốt không đi. Vâng. Giờ ăn ngon, giờ có tiền. Dạ, thưa là hôm nay có... Hôm nay có cô Julie Ngô. Dạ. Cô gửi con để biếu mỗi bà 500 ngàn. Thân lòng cảm ơn cái cô Nhi Dô. Vâng. Dạ, cảm ơn cả chú Dương nữa. Dạ. Dạ, chú Dương mới được. Rồi, biếu bà đến 500 ngàn nhá. Dạ, cảm ơn rồi. Cô. Rồi, biếu bà 500 dạ, ngàn, dạ, hai bà cất tiền nhiều. Của cô Julie Ngô, cô ở Mỹ. Julie Ngô ở Mỹ. Vâng. Cảm ơn thật là cảm ơn rất nhiều luôn. Vâng, rồi. Dạ, chú Dương mà. Bà là nhiêu tuổi? 80 rồi. 80. Đau khớp. Rồi bà bao nhiêu tuổi ạ? 81 tuổi. 81 tuổi. Lớn tuổi. Hai bà lúc này chồng con ra sao? Chồng chết đâu. Dạ. Con ba. Chồng tôi thì có vợ nhỏ mà biết là sao là nó mấy chục năm rồi. Bà thì chồng có vợ nhỏ không biết sao, còn bà thì chồng mất rồi. Mất rồi. Rồi có bà nào tính đi bước nữa không? Thưa các cô bác anh chị, đây là những cái món ăn mà hôm nay sẽ phát cho bà con cô bác. Và ngày hôm nay đó thì cũng có một cái điều rất là đặc biệt, đó là hôm nay thì bếp cơm mới đặt thêm một cái khay inox nữa rồi. Cái khay này, xin lỗi, đây không phải là đặt cái khay inox mà đặt nguyên một cái bàn, nguyên một cái... kệ bằng inox rất là đẹp để thức ăn. Và cô chú anh chị nhìn thấy này đó, và với cái kệ này thì nó sẽ chắc chắn hơn và chúng ta có thể để được nhiều thức ăn và nó không có bị đổ, không có bị sụp. Ví dụ như cái bàn này các bạn này, lúc trước là khi mà chúng ta để bằng cái bàn thường ấy, thì nó dễ bị sập. Thì cái này có thể mai mốt mình cũng sẽ cải tiến thêm một chút, thì từ từ sẽ tính sau. Về ngày hôm nay đó các bạn, món ăn thì gồm có là thịt kho với đậu hũ này, rồi tôm càng này, món chả cá sốt với cà chua này, món gà kho sả ớt này, món chả cá với cà chua. Rồi món này là món cá hú kho. Còn đây là đùi gà này các bạn này. Nói chung những cái món ăn thì rất rất ngon luôn. Các bạn thấy là tụi mình làm nữa thì những cái món ăn nhiều khi còn ngon. Nhiều cô chú nói rằng là ở đây cho từ thiện mà tại sao cho còn ngon hơn là cơm nhà tôi nấu. Hèn chi mà không ở đây lúc nào cũng đông. Thì không chỉ có cơm đâu các bạn ơi, đồ ăn đây là tự chọn dành cho những người bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Rồi ngoài cái món đó ra thì tụi mình còn phát thêm là phát sữa, sữa bắp này. Rồi đây các bạn này, sữa là đã ướp lạnh đó. Rồi đó, đây. Rồi tiếp theo là bánh mì, sữa hột gà này, rồi nước suối,
rồi chuối, rồi canh. À, ngoài ra ở đây các bạn thì còn có một nhóm khác, mấy anh ấy phát là dạ mấy anh phát là kẹo anh, cháo à, cháo rồi khẩu trang nữa. Đây một số người đã ra để xếp hàng chuẩn bị nhận thức ăn rồi. Chính vì thức ăn ngon như vậy đó các bạn, nên là rất đông các cô chú anh chị đi để nhận thức ăn. Thì thưa quý cô bác anh chị, hôm nay cũng là ngày 1 tháng 10 âm lịch. Thì bữa cơm này của Sen Lý Trịnh có gửi là 1.000, trong đó phát thức ăn là 900, có tặng Tuấn Dương và tình nguyện viên là 100. Tiếp theo thì Tuấn Dương sẽ dùng cái số tiền là 12.345.000 của các ông bà cao niên Hội Thánh Lucifer UMC ở Mỹ, có tặng là mỗi một người là 50.000. Thì đây bây giờ mình sẽ đi một lượt để cho các cô chú anh chị ông bà mình coi. Thì mình đứng sát tường dùm. Bà đứng sát tường dùm đi ạ. Dạ. Rồi mời các cô chú ngồi xuống để tụi con kiểm tra cho dễ ạ. Dạ. Mời các cô chú ngồi xuống dùm. Dạ xin mời các cô chú mình ngồi xuống để tụi con kiểm tra trước khi tụi con phát phiếu nhá. Dạ xin mời các cô chú mình ngồi xuống. À, bếp cơm thông báo là chỉ phục vụ cho bệnh nhân ung thư và những người đi nuôi bệnh ở trong nhà thương. Và các cô chú phải có hóa đơn đóng viện phí. Những người bệnh nhân ung thư thì sẽ có thể xạ trị ung thư. Rồi những người mà không mặc áo vàng, không đeo thẻ thì mình phải có hóa đơn đóng viện phí. Rồi mấy anh cứ mặc áo vô giùm em đi ạ, để tụi em biết, tụi em giúp đỡ. Rồi, rồi chú ơi có cái đấy, chú ngồi, ok chú ngồi đi ạ. Rồi thông báo luôn nhá, cô bác nào mà phát hiện ai là cái người, cô bác ngồi xuống giùm con đi ạ. Cô bác nào phát hiện ai là người mà ăn trộm, ăn cắp áo vàng giả bệnh nhân thì báo cho tụi con ngay lập tức để tụi con hỏi thăm cái người đó. Rồi cô bác ngồi xuống giùm con đi ạ. Vậy ngồi ra đằng sau này em gái, ngồi kế cái anh đẹp trai kìa. Em ra kia em ngồi. Dạ được, dạ được. Mặc áo vàng có rồi. Mặc ra ngoài kia là không, chú ngồi đấy, chú ngồi đấy. Rồi, có hóa đơn đóng viện phí bà cứ cầm ra giúp con. Là các cô bác không có mặc áo vàng, không đeo thẻ đó là mình phải có hóa đơn đóng viện phí. Tụi em sẽ kiểm tra hóa đơn đóng viện phí gần nhất trong tháng 10 hoặc trong tháng 11. Dạ, có thể được rồi bà. Vâng. Cái này không phải chú, cái này là tặng cơm trưa ở đâu chứ không phải của tụi con. Hôm nay hả? Vâng. Hôm nay bà xã bà bệnh ung thư có giấy tờ nè. Thì chú cầm ra đi để bà con tặng thức ăn. Dạ. Hôm nay theo giấy này được. Được, được. Phiếu thu bệnh viện nào đấy em? Chuyển về chứ gãy nào. Rồi thôi, lần sau thì mang thêm hóa đơn đóng viện phí ở đây đi nếu có nhé. Dạ, ok. Được rồi, ca đổi. Là đâu em ở huyện Lâm Đồng thì ok, ok. Rồi mấy cô phải có hóa đơn đóng viện phí.
để bà xã bữa nay vô quá chắc nè. Vâng, ok. Bữa nay vô chắc. Rồi. Dạ. Ông sáng nha, ông Thư, nhưng mà hôm qua quốc tế rồi, cô xin được ăn. Qua nhưng mà đâu chứng minh, phải chứng minh là có hóa đơn đóng viện phí thì bọn con mới biết được chứ cô. À, không có làm sao bọn con biết được. Tôi biết được những người nào nuôi bệnh, nhưng mà nuôi bệnh phải có giấy nha. Được, hóa đơn đóng viện phí gần nhất là tháng mấy đây? Được, ok. Rồi, được rồi, ok. Rồi, đứng vô trong. Nha. Rồi, được rồi. Ok. Nè, mấy anh này sáng vô trong giùm tôi. Có giấy khám bệnh thì bọn con mới phát. Đấy là cảm giác nó còn cái giống như bây giờ ý, khoan con hỏi này, cô có tiền mua cơm không? Nếu mà khó khăn thực sự thì ở đây, rồi ok, khó khăn thực sự thì bọn con giúp. Rồi em nuôi bệnh em cứ đứng sát vô. Con đi nhờ chú Thành vậy. Đứng sát vô trong đi mấy chú ơi, đứng sát vô trong giùm đi mấy cô chú. Phát sữa, phát nước suối, thoải mái luôn. Khi mà tụi con đã tặng cái gì là mình một lần mình nhớ hoài, không sợ thiếu. Cô bác ai chưa có nước thì lát có sữa, có nước, thoải mái. Rồi bây giờ con hỏi thăm ở đây ai phát hiện là cái người nào mà giả mặc áo vàng, không phải là đi nuôi bệnh hoặc là ăn cắp áo vàng của người khác, bây giờ nói cho tụi con biết luôn. Rồi, để rồi con trao giải thưởng 1 triệu đồng. Ai phát hiện báo thành công người nào là người không phải bệnh nhân, không phải người nuôi bệnh mà ăn cắp áo vàng của những người khác. Đâu? Rồi chị cầm điện thoại, chị chỉ giúp em xem ai nào. Nói lên đừng chị. Khi tụi con phát thì có những người ra ý kiến ý cò này nọ, nói là phát cho những người áo vàng này là không phải. Rồi bệnh nhân cũng không đúng. Giờ bọn con treo giải thưởng luôn 1 triệu đồng. Rồi ai chỉ rõ chính xác ai là người giả, không phải bệnh nhân, không phải người nuôi bệnh, hoặc là sử dụng những cái thẻ giả thì báo cho tụi con biết để tụi con mời ra ngoài. Rồi có ai không ạ? Cô bác có nghe rõ không ạ? Rồi tất cả ở đây có ai không phải là bệnh nhân, không phải người nuôi bệnh, có ai ăn cắp áo vàng của người khác không? Rồi nếu không có thì cô chú giơ tay giùm con nào. Rồi không có thì cô chú giơ tay nhá. Không có. À đâu? Có những người chưa giơ tay là sao? Vậy không có đúng không? Rồi ok. Rồi thưa cô bác anh chị là tụi con sẽ phát cơm tự chọn nhá. Mình muốn ăn món nào lựa món đó. Hôm nay sẽ có hơn 200 người, mỗi một người sẽ nhận 50.000 tiền mặt. Rồi mời hàng đầu tiên mình đứng dậy và đi trên lề nhá. Rồi đi về rồi các bạn ơi. Đây bà là phát chuối với canh này, bà phát nước suối này, bánh mì này, chú phát sữa này. Rồi tới đây thì sẽ phát tiền. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu mời các cô bác anh chị lên để nhận thức ăn. Thì ưu tiên đầu tiên là những người ngồi xe lăn đó, là sẽ được phát thức ăn trước. Và hôm nay là 13 Tây tháng 11 năm 2023. Rồi, thấy thiếu rồi.
chúc sức khỏe. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, gửi bệnh, gửi cho em. Chúc sức khỏe nhá. Rồi, chúc sức khỏe. Biểu chú, chúc sức khỏe. Chồng hai cái lên cô. Rồi lấy tay kia để được lấy. Rồi chúc sức khỏe. Rồi tới ra ngoài để người khác giải quyết chú ơi. Không giải quyết lần thứ hai. Chúc sức khỏe. Có gà rồi nè, xong đi. Có rồi. Không phải có người một con. Mỗi người một món thôi. Đâu có hai ba món được không? Mỗi người một món. Đưa phiếu, đưa phiếu. Đưa phiếu quay lại, đưa phiếu quay lại. Đưa phiếu thôi chú. Rồi, nhận phiếu chưa? Cảm ơn. Rồi, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, chồng lên dạ đang. Rồi, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Cầm hai chồng hai cái lên em trai. Rồi ok. Chồng đó đúng rồi. Rồi chúc sức khỏe. Lấy đồ ăn. Chị Trang, chị Trang. Gà. Rồi nói lớn lên cho ta múc. Rồi chúc sức khỏe. Rồi ăn gà rồi thôi, đừng có chỉ cá. Lấy gà rồi sao lại cá nữa. Một món thôi chú. Chỉnh rồi cho con cá chỉnh nữa mà con. Đừng để đồ lên bàn. Cầm lên anh ơi. Rồi chúc sức khỏe. Rồi cứu đây. Rồi chúc sức khỏe. Chồng lên. Ăn cái gì là chỉ có một món thôi. Mỗi cô bác là nhận một món nhá. Một món là ăn đủ rồi. Không lấy hai ba món. Rồi lấy tiền. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe. Ăn món nào chỉ món đó. Lấy một món thôi. Chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Chồng hai cái lên. Rồi bỏ tay cầm. Rồi chúc sức khỏe. Chú Kỳ ơi, chú phát tiền đi ạ. Rồi chúc sức khỏe. Cô bác ăn một trong các món nhá. Có 7 món này, mình muốn ăn món nào thì chỉ món đó. Mỗi người một món. Ăn món nào chỉ món đó. Rồi qua bên đường xếp hàng đi cô. Cô bác ăn món nào thì chỉ món đó nha. Mỗi người một món thôi. Mình nhận cơm tự chọn. Sữa bắp. Vui lòng mở sẵn nắp hộp. Mở bao xốp ra dùm. Cô bác nhận sữa bắp. Nhận bánh mì. Nhận chuối, nhận nước suối, nhận canh. Tiền mặt 50.000. Mở sẵn nắp hộp ra dùm.
cái hộp đâu, cầm hai hộp ra dùm. Cầm sẵn hai hộp ra dùm em trai. Không có hộp thì rồi đi ra ngoài đi. Khi nào mua hộp rồi quay lại. Ra ngoài đi anh ấy. Không có anh ấy đi, anh mua hộp đi. Chú ơi, khi nào anh ấy có hộp thì chú phát phiếu nhá. Rồi chú anh đến đấy lấy phiếu. Cô bác chuẩn bị sẵn hộp nhá, đi lánh cơm phải có hộp được. Rồi vô đi. Cô bác mình đi lánh cơm, mình đừng xả rác nhá. Xả rác bừa bãi quá, tụi con ngày nào cũng phải thuê người dọn. Mình nhớ giữ gìn vệ sinh sạch sẽ dùm, ngày nào tụi con cũng nhắc. Cô bác đi lánh cơm đừng xả rác nhá. Đây ở dưới này các bạn, là chú Thanh sẽ ở phía dưới này để dạ, ai đi khám bệnh là phải có hóa đơn đóng viện phí. Và nếu không có thì cô chú qua quán cơm mua đi, tụi con không có giúp được tất cả nhá. Cô chú qua quán cơm đối diện kia mình mua đi. Khi nào ở đây điều trị dài ngày có hóa đơn đóng viện phí thì tụi con mới giúp. Được. Bà ơi, lát cho bà, có người cho bà 500.000 nhé. Bà, rồi ok, lát xíu gặp con lấy 500.000. Dạ rồi ok, chú Tư ơi, phát phiếu cho anh Dô anh lấy. Anh nhớ lấy cái bao xốp anh Dô trong đây luôn. Vì bọn em phát thức ăn mà đi tay không đâu nhận được. Đây các bạn này, tụi mình thông báo đây là chỉ phát cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh thôi. Đây, mỗi người được tặng cháo rồi khẩu trang. Cháo dinh dưỡng, khẩu trang. Dạ, tất cả phải xếp hàng hết anh ơi. Giờ người ta xếp hàng trước rồi. Hàng cho nó phiếu anh ơi. Đây, gửi 5.000, cảm ơn nha. Rồi, gửi 50.000. Lát bán 10 tờ vé số nhá. Lát khi nào xong bán 10 tờ vé số. Rồi cô bác lựa mỗi người một món, ăn món nào thì lấy món đó. Đó, vừa có tiền vừa có thức ăn này thì cũng rất nhiều món, ăn món nào lựa món đó tùy theo khẩu vị.
nhận tiền mặt 50.000. Cô bác ăn món nào thì chỉ món đó, có tôm, cá, thịt, gà, chả cá. Rồi, thưa cô bác anh chị, cái bữa cơm này của gia đình cô Sen Lý Trịnh có gửi tặng để phát thức ăn cho bệnh nhân và người nuôi bệnh. Còn tiền mặt thì từ các ông bà cao niên hội thánh Woodstifer. Dạ có, từ đây có nữa. Cô cầm cọc này, cọc đấy chưa? Đang phát thì hết tiền các bạn, người phải lấy tiền tiếp. Món quà 50.000 đồng một người đó, từ các ông bà cao niên hội thánh Woodstifer UMC Mỹ có gửi là 12.345.000 thì tặng cho mỗi người là 50.000, thì cái số lượng là khoảng 240 người. Rồi lấy đồ ăn đi chị. Chồng lên, dừa dư cái tay kia để lấy. Rồi, cảm ơn. Mỗi người một phần, mỗi người một phần. Ăn món nào chỉ món đó. Ở đây bổ sung thêm đùi gà. Cô bác nhận thêm tiền mặt 50.000 một người. Nhớ cảm ơn các tình nguyện viên, cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, vừa có cơm ăn vừa có tiền xài. Rồi đây gửi 50.000. Đây gửi 50.000 đi đâu vậy anh? Qua đường xếp hàng đi em trai ơi, để cho mọi người làm việc, đừng làm phiền người ta. Ăn chả cá, chả cá. Mẹ làng đi. Rồi từ từ chồng lên đi bà ơi. Rồi 50.000. Rồi đưa 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 ra. Đưa ra. Cô chú ăn món nào thì chỉ món đó nhá. Mỗi người một phần cầm sẵn trên tay. Mỗi người một phần nhá, cô bác không có xin thêm. Bếp cơm đã thiết kế dựa theo cái việc phát cho hàng trăm ngàn người nhiều năm nay rồi, không có xin thêm. Mỗi người một trái thôi mấy chị ơi. Dạ, mình lấy nhiều quá thì người sau không còn. Dạ, và mỗi người một phần thì các cô bác đông người lắm. Trong nhà thương mỗi ngày 5.000 bệnh nhân đi khám bệnh, rồi cũng 5.000 người đi nuôi, không thể đủ hết cho tất cả được, nên mỗi cô chú một phần thôi, tụi con chỉ giúp được một phần nào thôi. Đây thì có nhiều cô chú là chờ từ rất là lâu, buổi sáng sớm đã ra để xếp hàng chờ để nhận thức ăn.
khi mình vừa phát còn phải đi để ổn định trật tự đã. Lát bà ở lại là con không, lát bà ở lại là sẽ có một cô tặng bà 500 ngàn. Ui, con phát xong rồi con sẽ gửi bà nhá. Thôi cảm ơn nhiều quá, trước đã cho 100 đô rồi. Bình giờ cho 500 ngàn chia cho con nửa nhá. Được á? Được, không sao. Thương người thương người, đi chỗ không có chỗ nào tốt hơn đây cả. Vâng. Bà thật cần cắm ở cánh nhất. Rồi. Mà mình lấy mình đủ ăn thôi nha, đừng có lấy nhiều quá. Có nhiều lúc tôi cũng lấy, bà lấy nhiều lắm. Tôi lấy dùng mấy thằng xích lô nó chạy không được, cái kia tôi lấy dùng. Nhưng mà mình nói chung là mình lớn tuổi rồi, mình lấy đủ ăn thôi nha. Chứ mình lấy rồi mình lại chỗ mấy thằng xích lô nó không có chạy không chắc có nhiều khi để cho người khác người ta lấy nha. Cảm ơn bà. Bà biết bà thôi nhá, bà không có báo 500 anh em lại nhá. Bà báo 500 anh em lại là con cắt luôn đấy. Cảm ơn. Rồi tiền bà để bà xài thôi nhá. Nhiều chỗ có chỗ nào tốt hơn đây cả. Rồi bà đi đi ạ. Đây, phía dưới này cô chú anh chị, trời ơi còn dài quá trời luôn. Ngày hôm nay mình cũng khản hết cả tiếng luôn, không có nói nhiều được nữa. Mấy ngày nữa thì Tuấn Dương sẽ đặt thêm một vài những về cuối hàng đứng chú. Thấy mình phát thì trật tự họ cũng lại, nhưng mà thường là họ phát bên ngoài thì 10 người thì chắc là tới khoảng 5-6 người là bên ngoài, không có phải người bệnh. Cứ có xếp hàng giống như mọi người, là có hóa đơn đóng viện phí là bọn em có tặng, phải xếp hàng không thì bây giờ giấy tờ gì cũng đấy thôi, vì đây đều là người bệnh hết nên là tụi em không có ưu tiên được xếp hàng giống người ta thôi. Mình không có hóa đơn đóng viện phí, không mặc áo vàng là bọn em không có giúp, vì bọn em không biết
Còn bây giờ có hóa đơn đóng viện phí gần nhất thì cho bọn em coi là tụi em sẽ giúp. Đây giúp những người bệnh, người ung thư đây. Anh có hóa đơn đóng viện phí gần nhất gì đấy? Những người trên ngang sau lần sau không có được vô hàng nữa nhá. Rồi, xếp hàng mà không có phiếu rồi phải hỏi lý do tại sao. Chồng hai cái này lên. Rồi. Đó đó. Rồi rồi. Rồi rồi, không có phiếu lãnh cơm. Không có phiếu lãnh cơm thôi. Không có lãnh tiền. Dạ rồi. Lần sau mang các hóa đơn đóng viện phí ra sớm. Có bà đâu là bước đi, lấy đi rồi lại lại cho người khác lãnh nữa. Có phiếu là có bà có rồi. Đi tới chị ơi, đi tới, đi tới. Có cơm chưa? Lấy cho bà cơm chưa? Rồi bà ngồi qua bên kia bà ăn cơm đi rồi tí xong việc rồi gửi tiền cho bà. Có cơm chưa? Rồi bà qua bên đường bà ngồi giúp con. Lát xíu. Dạ dạ không. Bà qua bên đường. Dạ dạ. Sao? Phát shop là sao? Thì bây giờ anh đâu biết được giờ. Thì thôi cho người sau vậy. Có người đi qua rồi nói phát shop không có tiền. Giờ rồi có những người còn phát cơm mà quên không lấy cơm luôn á. Đây đây đây, còn từ từ. Có phiếu không? Về cuối hàng xếp hàng đi chị. Không có phiếu của xếp hàng, giờ phiếu người ta phát có số lượng ít thôi chứ đâu có đủ cho tất cả được, chỉ phát cho bệnh nhân thôi. Rồi cho nó phiếu đi. Rồi xoay qua đây anh ơi. Rồi bố tới. Thank you.
Rồi chúc sức khỏe bước tới. Ủa cái này mình xin mình phải đem cái ca thì không dạ. Phải mang theo đồ được. Dạ. Đây đâu có bốc được. Gửi anh 50 ngàn. Gửi anh 50 ngàn. Trả lời 50 ngàn, cảm ơn anh nhiều. Rồi tới đấy. Còn một. Rồi bước tới giúp con. Tới kia là hết phiếu rồi chú. Đây rồi chú. Rồi hết nhá. Rồi chúc sức khỏe. Bà lánh xong bà ở bên kia nhá. Lát xíu gửi bà thêm 500 ngàn nữa. Bà qua bên kia nhá, lát xíu phát xong rồi gửi bà 500 ngàn. Lấy đồ ăn, rồi đưa phiếu đây. Phiếu đâu đưa chị ơi, chị đừng để đồ lên bàn. Đừng để đồ lên bàn. Cầm nó sợ. Ai đưa chị lại làm đi. Đưa phiếu chưa, đưa phiếu chưa? Rồi, đúng rồi. Rồi, nhận tiền. Để làm đi chị ơi. Rồi, chúc sức khỏe. Còn ai có phiếu, cầm ra là có phiếu thôi. Cô bác nào có phiếu cầm ra tay nhá. Rồi, dạ. Từ bà, cho ta đi bớt đã bà. Có, nhưng mà hôm sau cô lại sớm. Rồi bữa nay tới đó thôi. Giờ em xíu. Chồng 2 giờ đi không? Rồi được rồi, bữa sau. Tới đi bút đồ ăn nè, đây nè. Thôi chờ xíu anh. Mình ăn món nào chỉ món đó giúp em nhé. Chờ xíu để đổ cơm. Không, tất cả phải xếp hàng chị ơi. Bọn em phát theo khẩu phần rồi, không có cho ngang bên ngoài được. Phải xếp hàng. Tới đi chú. Đấy, bây giờ làm cái này thì đổ cơm nó không có bị ấy. Cơm nó cũng ngon hơn nhé các bạn. Cơm đỡ bị cháy. Rồi lên đi cô. Ăn món nào chỉ món đó. Rồi chờ em xíu, cho ta đi bớt đã anh. Rồi đồ đựng của cô đâu? Hai người đi chung à? Hai người đi chung á. Rồi. Rồi mới múc nhiều lên thức ăn cho người ta. Hai người. Rồi từng người một giúp em đi ạ. Mấy chú tạp vụ ơi, bữa sau là có lương rồi thì lấy cơm ăn thôi nhé. Còn mấy cái đồ này tụi con ưu tiên cho những người bệnh. Rồi mấy chú ra lấy cơm giúp con nhé. Bỏ hai cái nắp vô bao đi anh. Cô chú mình cầm sẵn hai cái hũ ra dùng đi ạ. Rồi mở cả bao xốp ra để lấy thức ăn nhá. Cầm hai cái hũ ra dùng.
nắp hộp mở bao xốp ra dùng. Đây, chỉ phát quà cho bệnh nhân ung thư với người nuôi bệnh thôi. Không cho rồi, không có cho ông rồi. Đại ca có nhà Sài Gòn đứng vô lấy cho người bệnh thôi. Cô có chưa? Rồi thôi lỡ bữa này rồi. Không, vé số bán có được tiền đây, chỉ cho bệnh nhân thôi cô. Thôi lỡ đi theo một buổi nhá. Nha. Chứ tụi con là chỉ giúp cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh mà các cô chú cứ xếp hàng rồi. Mấy bà xếp hàng lên trển người ta không cho rồi mất công mà. Dạ. Nha. Dạ. Người ta đã để đây là phát những người mình mới lấy là mình đem theo được nặng hay điện cái gì. Dạ vâng. Rồi em táo đồ đựng đi. Không, không phải bệnh nhân, không phải người nuôi bệnh, ra quán rồi ra ngoài đi ạ. Không phải bệnh nhân, không phải người nuôi bệnh, đừng có đứng vô dùng. Ở đây người ta có cái bảng phát cho người nuôi bệnh nha. Những cái phần ăn các bạn chỉ đảm bảo để giúp cho những người bệnh nhân và người nuôi bệnh thôi. Còn bên ngoài thì nhiều lắm. Mở sẵn nắp hộp ra người đẹp. Rồi có bao xốp để đựng các thức ăn khác không? Rồi vậy thì chỉ lấy cơm thôi. Lấy cơm thôi, không có hộp đựng. À không có bao xốp, không có gì. Những người không có bao xốp là không có phát mấy thứ kia nhé. Ở đây cũng dùng được bao lông nha bà con. Con không sử dụng ni lông, tất cả cho vô trong một. Sau bà mang hai cái hũ đi dùng con nhé. Mỗi người một phần, mỗi người một phần. Mỗi người một phần nhá.
thưa hai bà bỏ khẩu trang ạ. Dạ. Tôi luôn luôn cảm ơn chú Lương rất nhiều. Dạ. Cảm ơn chú Lương. Dạ. À, tôi cũng đi nhiều chỗ mà không có chỗ nào tốt không đi. Vâng. Giờ ăn ngon, giờ có tiền. Dạ thưa là hôm nay có cô Julie Ngô. Dạ. Cô gửi con để biếu mỗi bà 500 ngàn. Thân lòng cảm ơn cái cô đi vô. Vâng. Dạ cảm ơn cả chú Dương nữa. Dạ. Dạ chú Dương mới được. Rồi biếu bà đến 500 ngàn nhá. Dạ cảm ơn cô. Rồi biếu bà 500 ngàn, hai bà cất tiền. Của cô Julie Ngô, cô ở Mỹ. Julie Ngô ở Mỹ. Vâng. Cảm ơn thật lòng rất nhiều luôn. Vâng, rồi. Nhờ chú Dương mà. Bà là nhiêu tuổi? 80 rồi. 80. Đau khớp. Rồi bà bao nhiêu tuổi ạ? 81 tuổi. 81 tuổi, lớn hơn tuổi. Hai bà lúc này chồng con ra sao? Không có chồng chết đâu. Dạ. Con ba. Chồng con có vợ nhỏ mà biết giờ sao là nó mấy chục năm rồi. Bà thì chồng có vợ nhỏ không biết sao, còn bà thì chồng mất rồi. Mất rồi. Rồi có bà nào tính đi bước nữa không? Lo mình không nổi nữa. Rồi tôi biếu hai bà để hai bà cần để mua thêm thuốc men hoặc là ăn uống gì hai bà mua nhá. Mua thuốc uống. Vâng. Cảm ơn. Có 200 cũng được rồi. Không. Con nói đùa bà thế thôi. Không. Con nói đùa bà thế thôi chứ con có rồi. Chú thương quá, chú cho nhiều quá. Thế tội nghiệp. Thôi, con nói đùa bà thôi chứ giờ bà. Ở đây chú quá trời. Dạ. Rồi. Nhiều chỗ có chỗ nào tốt hơn đây. Rồi chúc bà sức khỏe. Rồi thôi cất tiền đi bà. Vâng. Cảm ơn nhiều. Rồi, cảm ơn hai bà nhá. Dạ. Vừa đẹp trai. Bà ơi, biếu hai bà này uống cà phê. Vậy đó. Dạ vâng. Cảm ơn gọi tới. Rồi biếu bà. Uống cà phê nhá. Rồi uống cà phê nhá. Cảm ơn nha. Dạ. Anh Lai ơi. Mời anh uống cà phê. Chú Thanh, anh Lai. Chú Thanh. Rồi ông gì kia nữa đâu nhỉ? Hả? Cái anh gì nữa đây? Vâng. Có người nhắn với chú là gửi nấu cơm mấy bạn.